Hôm nay ngày 20 tháng 11 ha, mình chào anh chị và các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Những món hàng hôm qua mình bán xong mình gói, hôm nay mình gói hết gửi đi nha anh em. Còn những anh em nào không có chuyện mới chuyển khoản thì chuyển khoản là giúp mình ha, đó để mình gửi hàng kịp ha. Rồi đồ hôm nay mình bán là thứ hai mình mới gửi được cho anh em. Đó thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp á thì nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại giúp mình ha, và nhớ ngày và nhớ cái mã số trên đây ha. Đó, hôm nay là ngày 20 tháng 11 nha anh em. Đó, rồi tất cả đồ trên đây mình bán đều nặng nhẹ là chuyển khoản thôi, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển rồi nha anh em. Đó, thì anh em nào mà mới xem kênh lần đầu á thì lần thứ hai muốn mua hàng thì anh em phải bấm đăng ký kênh ha. Đăng ký kênh thì anh em bấm cái chuông ha, lần sau mình đăng cái video nữa nó mới thông báo qua nha anh em. Đó ha. Rồi mình giờ sẽ vô vấn đề chính ha. Hôm nay có được mười mấy món nha anh em ạ. Có được mười mấy món ha. Mười mấy món thì sẽ bán mười mấy món nha anh em. Đó. Rồi đồ này là thứ hai mình mới gửi được nha anh em. Thứ hai mình mới gửi được ha. Rồi mình vô vấn đề chính ha. Đầu tiên là cái số 1 nha anh em. Một pin Hitachi 14V ha, mỏng một hàng sale ha, còn mới rất là đẹp nha anh em. Máy pin đời mới là pin made in China hết nha. Bên đây thì không có tem nha, cái loại này như vậy ha. Và bên đây anh em nhìn cái tem còn rất là đẹp ha, và pin này còn rất là đẹp nha anh em. Cục này sẽ trên 16V nha anh em. Đó. Trên 16V ha. Đó. Ở đây mình có cái đồng hồ là mình sẽ đo sẵn ha. À, Sài Gòn trời đang mưa nha anh em. Thì anh em cố gắng nghe rõ giúp mình ha. Đây. Đây ha, và nó 16.02 nha. Còn vẫn sạc pin ok hết ha. Đó thì anh em nào có máy về cứ lấy pin thì vô xài thôi ha. 14V pin mỏng nha anh em. Đó, nhẹ tay. Ở đây là cục sạc ha. Sạc mình sẽ cắm thử rồi nha anh em. Đó. Cắm đèn ha. Và mình sẽ sạc ha. Đó, khi nào nó chạy quạt lên và nó chạy đèn này nó sẽ sạc nha anh em. Và pin này sắp đầy rồi nó sẽ báo đầy liền. Rồi số 2. Số 2 là một cái con thân máy Ryobi ha. Con này 14V. Đi kèm theo một cái vỏ pin lùn luôn nha anh em. Giá là 400k ha. Đó. Cái này 14V ha, đi kèm theo vỏ pin ha anh em ha. Thì con này đầu cổ còn cứng hết nha. Đó thì cục pin này nó sẽ đầy nha anh em, nó đầy nó sẽ báo đầy ngay vô, nó sẽ báo đầy liền ha. Đó. Đây, cái này giá là 220 ngàn cho cái số 1 nha anh em. Đó. Và tiếp tục tới số 2, số 2 là con Ryobi nè. Đi kèm theo nó có một vỏ pin luôn ha. Đó. Ở đây thì mình sẽ kẹp cục thử cái cục pin này mình test cho anh em ha. Cục pin mình test pin 12V mình sẽ hơi yếu nha anh em. Đó. Và đây nó chỉ là chân cộng, chân trừ trên đây nó có ha. Và anh em cứ kẹp đúng cộng trừ rồi nó sẽ chạy ha. Đó. Và con này đi kèm theo một cái vỏ pin luôn nha anh em. Pin yếu sao nó không chạy. Đây ha, cộng trừ nó chưa có ăn cái chân pin này nha anh em. Đây là mình test điều tốc cho anh em coi ha. Đây thắng đâu còn ok ha, đảo chiều ha, nó lỏng hơn nè. Và cái con này là pin yếu, nha, nó cũng không có chạy đâu nha anh em. Cục pin mình nhiều khi còn có ít vol, nó pin 12V không, này mình test máy biết nha. Đó, đảo chiều lại nè, không đèn led có đầy đủ nha anh em. Ok, nó kẹp này nó bị lỏng á, nó không chạy ha. Đó vậy nó bình thường ha, hoạt động được chức năng nha nè. Đó thì con này 14V ha. Máy này máy có than nha nè, và cục vỏ pin thì cũng còn đẹp ha. Dạ thì anh em đóng pin lại xài ha. Bốn giá là thân máy vỏ pin nha nè. Vỏ pin này vỏ pin lithium ha, có mặt có ruột có chổng đầy đủ hết nè. Số 2 nha, giá thân máy vỏ pin giá là 400 nha nè. Rồi số 3. Số 3 là mình bán cặp nha nè, một cái đèn Hitachi 9 đến 12V và một cây vít gốc ha. Cái đèn này thì không có vỏ pin nha anh em, và cái đèn này bóng led ha. Đó, và cái này có thể bẻ lên bẻ xuống vào cây vít gốc. Vít gốc này là vít cái cây khoan gốc ha. Đó, cái này thì nó khoan tối đa là kẹp từ mũi 1.5 ly tới 10 ly nha anh em. Đó, có ghi trên đây ha, và Makita ha. Thì mình sẽ bán chung một cặp này nha anh em.
giá là 500 ha, hai cây ha. Còn mình sẽ test chức năng. Con này thì nó chạy rồi anh em, nhưng mà con này có vỏ pin đầy đủ ha. Đó thì về anh em cứ đóng pin, con này là 7.2 ha, về anh em có thể lên 12V xài rất là ok ha. Đó, vỏ pin nằm trong đây ha. Đó, mà con này thì nó chạy rồi nha anh em, mà cái vỏ pin này, vỏ Inike nó yếu rồi ha. Đó, đây ha. Đó, và đầu nó thì ra vô nhẹ nhàng nha anh em. Đó, đây ha. Mình dặn ra cho anh em coi nè ha. Đó. Rồi, đi kèm con Hitachi, một cái đèn Hitachi nữa ha. Đây, ở đây là mã số ký hiệu nè anh em, đó ha. Đó, đây ha. Của Magita nha. Bên đây là chữ Magita. Đó, và cái nút đây là cái nút đảo chiều nè ha. Đó. Một cái đèn Hitachi ha. Rồi ở đây thì trời nó đang mưa thì anh em cố gắng nghe lớn giúp mình ha. Đèn Hitachi. Đó, mình có ghi cộng trừ sẵn ở trên đây rồi nha anh em. Đó. Ở dưới là dây cộng nè ha, mình có ghi ha. Đó. Rồi vào đây. Đó, đây là cái chế độ đèn led của nó ha, và chế độ đèn mờ nè. Đó. Là mờ ở đây thì nó sẽ sáng ha. Cái đèn này giống như đèn ngủ vậy nè, mà tắt ha. Đó, đèn mờ ha, đó, và đèn led ha. Đây, đó. Sáng ok nha anh em. Rồi mình cái này mình bán một cặp luôn nha. Cái số 3 ha nha. Số 3 là giá 500 ha, số 3 một cặp giá 500 ha. Rồi số 4. Số 4 là một cái con máy mát nha anh em, 141 ha. Con này thì còn cực kỳ đẹp ha. Và nó bị bữa về nó đứt cầu chì á, mình hàng cầu chì thử vào và đút pin vô nó sẽ bị nổ cái mạch trên đây rồi ha. Đó. Trời đang mưa thì anh em cố gắng nghe lớn giúp mình ha. Đầu bổ con này thì cứng nha anh em, chưa sửa chữa gì hết ha. Và con này nó có 3 chế độ nha anh em, nhanh chậm ha. Đó. Chậm gì vừa ha. Đây mát tem này còn đẹp ha. Cao su nó này không chóc miếng nào nha anh em. Có dây đeo và móc luôn ha. Còn khá là mới tinh ha. Và cái này anh em lưu ý nha, thanh lý nha. Cho anh em nào có phụ tùng về sẽ thay nha. Rồi cái số 4 này giá thanh lý con mát 141 là giá 500k nha anh em. Đó ha. Đây ha, đảo chiều rồi nhẹ nhàng hết nha anh em. Đó. Công tắc nhẹ nhàng ha. Và cái nút số 1, số 2, số 3 còn ok hết ha. Và đèn led đây cũng còn ha, bóng cũng còn ha, không có rụng nha. Đó. Cánh giữa nè, đó. Và cũng đó. Ở đây nó có chỉ nè ha. Số ha. Và con này còn khá đẹp nha anh em nhìn ha. Rồi cái này là cái này chỉ bán thanh lý anh em, thân máy không nha. Giá là 500k nha anh em. Đó, tem hai bên còn đầy đủ ha, cao su cũng còn đầy đủ ha. Rồi cái này số 4 giá là 500 nha anh em, thanh lý nha. Rồi tiếp tục cái số 5. Đây số 5. Số 5 là một cái thước này còn rất đẹp nha anh em. Đó, mới tinh luôn. Đó, anh em nhìn ra không có bộ sinh qua hiệu con kim ha. Đó, không có dính dơ gì hết ha. Và là mới lấy về là mới tinh. Và anh em nhìn đây cũng mới, đây là dính dơ nha, đây miếng ha. Đây hiệu đây nó điêu khắc này hai bên này anh em nhìn mới tinh ha. Thước ke anh em, ke vuông góc đó. Và tổng chiều dài đó, từ đây tới đây ha, mình sẽ đo từ cái đích lên đây cho anh em coi. Nó 17.5 ha. Và cái này là nó 10 ha anh em. Và cái này là có số đầy đủ ha. Bên đây thì cũng có cái hiệu con chim xuyên qua luôn ha. Bên đây là cái phần số nhỏ ha. Và bên đây là cái phần số lớn nha anh em. Và ở đây là trong đây nó cũng đóng chữ là xuyên qua ha. Đây. Đó, xuyên qua ha. Và cái thước này còn rất là mới nha anh em. Giá là 150 ha. Đó, còn rất là đẹp ha. Rồi số 5 giá một cây thước ke này ha. Thước ke chỉ lò giá là 150 nha nè. Rồi số 6. Số 6 là một cái cây để nối dây hàng nè. Và cái con này thì nó còn ở trong hộp luôn á, mà sao nó bị cắt ra ha. Cái này bị cắt ra. Hai cái nó giống nhau nha. Và cái cục này thì bằng đồng nha nè. Nó nhìn rất là chắc ha. Và cái này là một cặp đó luôn á. Nó để một dây là cộng trừ. Cái này thì anh em có thể bẻ lấy rời được ha. Đó. Và đây là để anh em đút cái dây hàng vô đây á và siết lại ha. Đó. Ha, đó đó là siết lại ha. Và khi anh em á siết ở đây rồi chỉ cần á đút vô vậy thôi. Bên trong là nó không có ốc nha anh em. Đó. Trong đây mình thấy nó không có ốc ha. Và một đây là hai con và là hai thể lấy con xuống dưới ha. Đây cái này thì có thể đút luôn được ha. Đó. Cái này thì cũng có thể đút luôn được ha. Đó. Một cái nè ha. Và cái này nó ở trên đây thì nó có cái bao bì đó thì nó mắc hết rồi nè. Và bên đây nó có số chữ mát nè. Và đây cũng vậy ha. Đó thì mình thấy số ở đây. Ở đây nó cũng có chữ nữa nè. Đó. Và nó ở đây nó cũng có chữ nữa và nó sẽ bị mắc rồi đó. Để mình nhìn kỹ coi còn chữ đâu nữa không nè, đây ha. Cái đây cũng còn chữ mà nó mờ nè. Đó, đây ha. Đây cũng có chữ mà nó mờ ha. Và cái này anh em cứ đút vô thôi rồi xài ha. Đó thì cái này thì cũng y vậy ha. Và ở đây cái này bằng đồng nha anh em. Đó cái này sẽ dính dơ nè, mình lấy tay mình cạo cái này cũng ra ha.
và cái cặp này là số 6 nha anh em, mình bán nguyên cặp luôn ha, giá là 280.000 ha. Đó thì anh em cái này cứ đó đút ngay khớp và dặn xuống vậy ha, nó sẽ khóa cứng lại vào đây, hay là hai ngóc cũng vậy ha. Đó, và đây thì nó cũng sẽ có chữ giống như vậy ha, và đặc biệt cái đầu đít này sẽ rút ra được luôn nhanh, cái dây này rút ra đơn bay được ha, nó cái này rút ra được luôn ha. Và ở đây nó có ba cái khớp nè, anh em cứ nắm là kéo ra ha. Đó, nó hơi bị nặng đó nha anh em. Đó, đây để mình dài lại mình chéo qua thử ha, dài lại mình chéo qua thử ha. Tại vì nó vô cái cao su này á, nó sẽ bó lại cứng nè, bó rất là cứng ha. Đó thì lưu ý là cái này cũng rút ra được nha nè, nó bó lại sáng mình đút vô nó hơi nặng á. Đó, và cái này thì bó lại sẽ gài lại như vậy ha. Đó, nó bó sẽ gài vậy ha. Và hai cái này nó sẽ bị cắt cái đây giống nhau nha nè. Đó. Đó. Đó, nó là vậy ha. Và cái này số 6 nha nè, cái cặp này rất là nặng ha, nó bằng đồng á, tại nó bằng đồng rất là nặng. Số 6 ha, giá là 280.000 nha nè. Đó thì nó còn nằm trong cái hộp bao bì luôn ha. Rồi, thì số 6 ha, giá là 280.000 ha nè, cho cầm nói hàng này ha. Rồi số 7 là một cái giò này xịt rửa xe nha nè, rất là dài ha. Và made in Japan, nó sẽ nằm ở trên cái đây nha nè. Đâu rồi, bố mình coi thấy đây ha. Đây ha. Made in Japan nó sẽ nằm trên đây nha nè. Thấy cái giò này rất là dài nha nè. Và cái giò này có thể anh em nào gần gần trong Sài Gòn thì mình sẽ gửi được á, xa quá mình không có gửi được đâu. Tại vì nó rất là dài. Cái đầu này là đầu để gắn áp cao luôn nè, cái này có thể dặn ra anh em thay được hết ha. Đó, thay đầu nào cũng được ha. Và cái này khớp này cũng có dặn rồi. Và cái tay bóp này rất là nhẹ nha nè. Đó ha. Đó, và ở đây hình như là cái móc này, cái móc để gài lại á. Đó, nó gài lại xuống đây ha. Đó. Móc lại gài xuống đây ha. Đó. Thì cái này, cái khớp này ngay đây á, thì cũng có thể dặn rời đây nha anh em. Đó, và cái tay này anh em cũng có thể dặn ha, và chỉnh đi đâu á theo ý muốn anh em cầm ha. Đó, dặn cứ dặn cứng thôi. Và đây là cái đầu quét đó ha. Đó, thì cái này nó hơi dài nha nè, mà đó cái này là đầu quét đó ha. Đó, cái này là cái đầu quét đó ha, nó có viên cái bọc cao su bảo vệ ở ngoài đây á để cho nó xè ra xịt đó. Đó, thì ở đây cái này nó có thể dặn được nè. Đó, giờ nó đang lỏng ra ha, thì anh em có lấy đồ siết cho thôi ha. Và cái này nó có tổng chiều dài của nó là để mình đo luôn nha nè. Cái cây này rất là dài và rất là khó gửi đi nha. Phí nó cũng rất cao ha. Rồi, từ đít đến đây là phải gần 1 mét nha nè. Đó, chiều dài nó gần 1 mét ha. Đó, chiều dài cái cây này gần 1 mét ha, anh em nhìn nè ha. Đó, đây rất là nặng nha. Đó, bóp rất là nhẹ nhàng, có lò xo bung ra bung vô rất là nhẹ nhàng ha. Và ở đây nước sơn thì cũng còn mới nha nè, mà đây nó có luôn cái tem mà nó bị rách đi tí rồi ha, có chữ mét làm sao bằng nó nằm trên đây nha nè, cái này là của nó luôn nha. Đó thì cái cây này có giá là 500k cho cái số 7 nha nè, một cái giò xịt rửa xe ha, số 7 giá là 500k ha. Rồi tiếp tục cái số 8 là một cái móc ha nè, một cái móc ha, móc để anh em gài á, gài cái này rất là bự nha. Và một cây vít đi hèm nữa, không cây vít dẹp ha, và rất là lùng ha. Số 8 ha, giá là 120k nha nè. Đó, đây, và cây vít này cũng mới chưa xài ha. Và ở đây nó có ghi nè không, và cái này made in Japan đàng hoàng ha, và trên đây made in Japan ha. Đó, cái này hình như nó có một cây nữa rớt hay gì đó, nó còn cái đầu vít dẹp thôi nha nè. Đó, cái này để anh em dặn trong góc hẹp ha, và nó cực kỳ là lùng luôn á, nó cục luôn á, nó 35 nha nè. Đó. Đó, và cây này nó còn luôn cái tem đầu mới là tinh ha. Đó thì cái móc này nó có cái tổng chiều dài, nó anh em nhìn ha, nó xi nóc rất là 11 nha nè. Và trên đây có đường là 60 ha, và dưới đây là nó 40 ha. Và cái khớp bóp này rất là nhẹ ha, và cái này nó rất là mới tinh nha nè. Thì hai món này mình bán chung ha, giá là 120.000 ha, một cái móc và một cái vít dẹp ha nè. Đó, rất là đẹp ha. Đó, anh em nhìn nó mà inox rất là bóng lưỡng ha. Rồi cái này số 8 ha, giá là 120.000. Rồi số 9 là mình bán một cặp luôn nha anh em. Và cái con này là cũng có đảo chiều nha, số 10 nè. Đó, và cái này số 14 nè ha. Và cái này là số 12 nha anh em, số 12 cái này á. Đó, là cái này cái đầu hàng thường nó hay bị mở cái ốc dầu á. Đó là cái cần cái này ha. Và đây thì cái đường số này là 30 nha anh em. Đó, cái này nó dài 3 từ đây tới đây là 30 ha. Và bên đây cũng là 30 ha. Và cái này là của top nha anh em. Đó, top thì sẽ có da băng nằm đây ha.
và cái này nó hơi dính dơ tí nha, và cái này đảo chiều cũng còn rất là nhẹ ha. Đó, và mình sẽ đảo chiều lại cho anh em coi nè ha. Đó ha, và cây này nó sẽ có tổng chiều dài của nó là, đó, nó là 17 nha nè, tổng chiều dài của nó là 17 ha. Và cái cây này thì nó sẽ có hai số nha, này cũng của top Sa Băng nha, số 14 và số 17 nha nè. Đó đây ha, đây đó, và dặn đảo chiều, cái nút đảo chiều nó cũng đây ha, và dặn ngược lại ha. Đó, kêu rất là ngon, ok ha. Đó, đây cũng vậy luôn, đây số 14 số 17 ha, top Sa Băng nằm đây nha nè. Và cây này thì còn khá đẹp ha, cây này nó sẽ đẹp hơn cây này đó. Thì cái này mình sẽ bán chung một cặp luôn nha, giá số 9 là giá là 300 nha nè. Đó, cặp này giá là 300 ha, đây top đây ha. Đó, top Sa Băng ha, bản hiệu số đâu. Còn cái cây này là có tổng chiều dài là nó là 19 nha nè, cao su nó còn đầy đủ hết ha, hai bên đó. Thì cái này có giá là 300k cho nguyên cặp nha nè, cái này đi một bộ nó là nguyên cặp giá là 300 ha. Rồi số 10 là một cái đầu khoan tự động, cái đầu khoan này là của Magita nha nè, US Made in Sa Băng nè. Đó, còn cái đầu này là của Magita, nó nằm trong cái thùng Magita. Thì con này nó kẹp tối đa là từ 1.5 đến 10 ly ha. Đó đây, đó mấy Sa Băng ha, tự động ha. Đầu này thì cái loại Magita này nó sẽ không có răng nha nè. Đó, thì anh em cứ gỡ cái máy bắn vít ra như vậy. Đó, thì sẽ cho cái đầu nó ra vô nhẹ nhàng được thôi ha. Đây, và mình sẽ cho nó vô lại nè. Đó, vô lại ha, nhẹ nhàng ha, và ra nè không. Đó, đầu tự động có nghĩa là anh em cầm về là có thể khoan được rồi không. Đó, nó vẫn chạy ha. Đây, mình sẽ cầm mình đẩy cái này ra ha, đẩy cái này ra. Đó, và kéo vô là anh em không có khoan nha, chỉ có đẩy cái này ra ha. Đây nè anh em, đó, đẩy cái này ra ha, là không phải gọi là đậu tự động ha. Đó, không, nó sẽ chạy cái này ra ha, chạy cái này ra mới gọi là đậu tự động, còn đẩy vô là không có ha. Đẩy vô là sẽ nhảy búa nha. Đó, và ra vô nhẹ nhàng ha. Và khi mình đẩy ra nè không, đó, là vẫn khoan bình thường ha. Đó, đây đẩy ra nè. Đó, không, vẫn khoan bình thường ha. Đó, có thể cầm về chịu ha. Đó, và đây ra vô thì nhẹ nhàng nha nè. Đó, thì cái đầu này có giá là 200 nha nè. Đó, thì anh em lưu ý nha, xài cái nào thì đơn giản, nó có khô dầu mỡ thì anh em tự tra vô xịt dầu nhớt gì ha. Cái này là số 10 nha nè, giá cái đầu khoan tự động này á là 200k nha. Rồi số 11 là cái cuối clip này nha nè, số 11 cái này thì giá là 320.000 nha. Hôm nay mình có được cái khác nên mình bán giá là 320.000. Cái này đường kính nha, chiều dài bên đây là 75 nha nè, đường kính này mở ra từ 40 đến 50 ha. Và ở đây nó có ghi số 75 nè. Cái này thì hiệu Lucky nè, và ở đây là có nguyên cái tem ha. Thì có những cái á, là nó sẽ rớt cái này tem này ra ha nè. Và bên đây là cũng có một cái tem ha. Và trên đây là nguyên dòng chữ Nhật, và ở đây là cái mã ký hiệu số 49 ha. Thì cái tất cả cái này là đó, nhẹ đều nhẹ nhàng hết nè. Nút sơn nó thì còn khá là mới nha anh em nhìn ha. Đó, bên đây cái này thì dặn nhẹ nhàng ha, để cho anh em kẹp vô miếng gỗ hay là miếng sắt gì đó thì anh em cứ quay cái này ra vô là anh em sẽ làm ha. Đó, và ra vô rất là nhẹ nhàng anh em. Đó, thì cái này á, nó dính trong đây thì nó sẽ không có nó có nước sơn nha anh em. Đó, và đây đặc biệt nó có cục đe nhỏ ngay đây ha. Đó, đe nhỏ ngay đây ha, và ra vô rất là nhẹ nhàng anh em. Đó, ngàm ha. Đó, cái này thì anh em xài lâu ngày á, cho cái dầu mỡ vô cái cốt này và cái này ha, nó sẽ trượt nhẹ hơn nữa. Thì anh em lưu ý ha, thường thì mình dặn tới cái chỗ này thôi. Đó, nó vừa tới đây thôi nha, vừa tới cái cốt đụng ở đây, nếu mà nó ra quá là nó sẽ bị hư nha nè. Đó, nó ra quá thì anh em đóng nó sẽ bị quát á. Đó, đây ha, 45 đến 50 nữa không, bây giờ đang ở là 45 ha. Đó, thì anh em cứ dặn vô lại ha, xài theo cử nào. Và cái ngàm này thì ngàm bằng nó sẽ mới tinh nha nè. Đó, ha, đây bên đây đây cũng vậy luôn. Đó, mà khi mình kẹp sát lại là không thấy dấu gì hết ha. Đó, và đặn da đặn vô nè ha, rất là nhẹ nhàng ha. Video cái này khoảng 2kg nha nè. Đó, khoảng 2kg nha, từ 1,5kg đâu tới 2kg á, mình không có căng rõ chính xác. Đây, khi mình chạm ngàm vô rất là sát nha nè, không có hở một miếng nào ha. Và cái con này có giá là 320.000 nha nè. Đây, số 11 ha, giá là 320.000 nha. Đó, thì cái số 11 này là cái cuối clip rồi nha nè. Cái này thì ship đi cũng rất là cao ha, trên 1kg là thì ship rất là cao. Thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp á thì nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại giúp mình ha. Đó, và tất cả đồ trên đây mình bán chỉ bản là mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển rồi nha anh em. Rồi mình chúc anh em có một ngày thật nhiều sức khỏe và hẹn anh em trong cái clip sau của mình ha.